Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Quy đây. Ngày hôm nay mình chơi cái vị tướng đó là Sơ B. Mình chơi vị tướng anh Mập Địch, được gọi là Crack Mập Địch đó mọi người ạ. Đấy. Vâng, thì hôm nay mình đã chơi leo vị tướng Crack Mập Địch. Mình đi đấu hạng đó. Bởi vì sao, team mình đâu ai chịu đi Sơ B đâu. Mình phải là người đứng ra hỗ trợ đồng địch chứ mọi người. Ấy quên, hỗ trợ đồng đội chứ, đúng không? Mình là đồng đội Sơ B chân chính mà. Nói sao nha mọi người. Gì đây Na, dính đòn rồi Na ơi. Và rồi một pha lên bảng điểm số dành cho anh Na Cross. Vâng, mình đã hạ được anh Na Cross và lấy được hai cái bồ rất ư là thơm luôn mọi người. Cà khỉ tem bạn một xíu nào. Ghê chưa. Vâng, gì đây anh Phi Dép nên cố gắng đẩy lên với anh ra quýt bầu hạ anh Van Heo Sỉnh. Và rồi Van Heo Sỉnh cũng đã lên bảng điểm số dành cho điểm số cho anh Phi Dép. Mày có ngồi mày ra đây? Gì đây? Mới từ tới đàn ra à? Ra làm gì thôi, vô lại luôn anh ơi. 3-1 đó nha. Trời ơi, làm gì vậy? Cứ tưởng 1-1 à. Nhưng không ngờ đâu, 3-1 đấy. 3-1 không chột thì cũng què. Cái gì đây? Một mạng nữa nè. Ui trời ơi, sao là thơm thế? Van Heo Sỉnh ơi, vừa mới ra nè, mưa mới ra. Anh ấy lại lên bảng điểm số tiếp tục nữa bà con à. Chắc anh ấy đang cày cú lắm á. Cày cú đang ghi chửi tem bạn ngu hay gì. Tem bạn đang cố gắng, đang bị chửi sập mặt lỡ bển, mình không để ý, mình không biết đâu. Và rồi một pha bình luận chửi rủa từ anh Ngộ Khỉ, chửi anh Na Cross. Con lại Na ngu quá, Na rừng. Rồi một pha ân tiêu, hút một không. Ồ mèo ơi, ngu quá, pha đó lại hút hụt nữa chứ. Nhưng không sao, gì đây, đang cố gắng được anh Na Cross. Nói sao nha mọi người, dính đo một kéo. Và rồi một pha siêu việt dành cho anh Mập Địch. Anh Elendor đang bỏ dép lào mà chạy, cố gắng bằng tốc hành đã chạy thoát thân. Gì đây, một pha đấu tranh nữa kìa. Ngộ Khỉ đang cố gắng hạ anh Jeffix nhưng không ngờ bị anh Joker đánh quay lại. Anh ấy cố gắng quay lại, chạy không chạy mà cố gắng quay lại. Và rồi lên bảng điểm số luôn đi anh ơi. Cái pha đó là anh Ngộ Khỉ cũng đã cố gắng bỏ cái mạng mà ráng hạ được anh Jeffix, nhưng không ngờ đã bị Jeffix và Joker và mình đã ám sát cho nhau, tập hợp hạ dẫn lên bảng điểm số. Gì đây, bay bướm gì đây, kéo nè, wow, một pha mù mắt rồi mọi người ạ. Thôi bỏ qua chuyện này đi, thì hôm nay mình chơi bị tướng Crack Mập Địch leo hạng nha. Hiện tại là mức ranh hạng của mình đang ở là tinh anh 3. Đấy, mình sẽ cố gắng mình leo lên cao thủ, còn có mấy ngày cuối cùng nữa để reset ranh rồi mọi người ạ. Đó, mình sẽ cố gắng đánh lên cao thủ. Chơi 3 năm chờ liên quân rồi mà chưa đạt được một cái lên hạng ranh cao như là cao thủ luôn mọi người ạ. Chỉ cần đạt được cao thủ thôi, rất ư là phê. Gì đây, tem bạn nên cố gắng đánh hạ, không được thì đi đẩy trụ à. Thôi mất ngoại cái trụ rồi, tem bạn đã chạy rồi. Rượt đó luôn không? Không rượt, thôi bỏ đi. Coi như mất cái trụ rồi. Mình bày keo này, mất cái này mình bày keo khác. Núp đây, coi có thằng nào không. Xuống dưới mít nào, anh Na đang cố gắng đẩy cái trụ mít của mình kìa. Mình mà bị mất cái trụ mít á là mình thôi xong đời luôn á. Là tem bạn sẽ đảo ngược tình thế đấy. Và hiện tại tỷ số của team mình đối với team bạn đây đó là 9-0, 9-0. Để team bạn đánh như vậy mà vẫn chưa ăn được cái mạng nè. Bởi vì sao, mình kế hết 3 mạng rồi. Đấy, là SB chân chính mà lại đi kế đồng đội đến như vậy hay sao? Nói sao nha mọi người. Anh Van Heo ơi, làm gì đây? Và rồi một pha lên bảng điểm số luôn đi nào. Cái tội đi nào, đi mà không ngó nghiêng gì. Chết luôn đi anh ơi, chết luôn rồi. Cái gì đây, kêu đồng địch xuống, kêu đồng đội xuống à. Xuống đây làm gì, xuống đây cũng bị chết luôn đi. Và rồi anh Elendor đã bỏ dép lại và đã tốc hành mà chạy điên rồi mọi người ạ. Anh ấy đang cố gắng chạy điên team mình. Và rồi anh cố gắng có chạy được không? Và rồi anh ấy cũng đã lên bảng điểm số, chạy không được rồi mọi người ạ. Cuối cùng đã nằm bảng điểm số rồi. Và anh Kyrot đang cố gắng đẩy trụ. Gì đây, mới ra mới chết rồi còn muốn không muốn về mà còn đứng đây mà farm trụ nữa à. Anh Diệp phải đang cố gắng rượt anh Ngộ Khỉ kìa. Ủa, nó ở bên kia mà. Mày kéo ai vậy? Mập Địch ơi, chết đi nào. Mà phòng pha huyền thoại dành cho anh Jeffix. Anh Na Cross đã lên bảng điểm số rồi. Chỗ tem bạn rồi. Tem bạn rất ư là phế luôn. 13-0. Gì đây? Cuối cùng anh tem bạn đã có một mạng dành cho anh Van Heo Sỉnh. Xuống đây có kẻ được mạng nào hay không? Dính đòn à. Dính luôn. Haha, trời ơi, mình ăn được một mạng rồi. Một pha KS Cà Long thần trưởng đến từ anh vị trí Mập Địch Sơ B team mình.
Và rồi, ok, mình nói sơ qua về cái bộ kỹ năng cũng như là cái lối trang bị cho vị tướng mập địch ngày hôm nay nha mọi người. Địch ra thì mình cũng mới tập chơi thôi, mình chơi chưa có quen lắm, cho nên có gì cái lối trang bị của mình lên á, có gì mà mọi người thấy không đúng á, mọi người bỏ qua nha. Thì mình chỉ lên theo cái lối trang bị mà mình cảm thấy là nó rất phù hợp cho vị tướng mập địch thôi. Đó, còn mọi người có lên hay không á thì tùy mọi người nha. Đó, thì đây mình sẽ nói sơ qua về cái bộ kỹ năng mập địch. Mập địch chiêu 1 á, đó là mập địch sẽ địch ra và sẽ nổ tung một phát, gây ra một cái lượng sát thương và cũng như là câm lặng cho đối thủ 1 giây. Đó. Và chiêu 2 mục địch sẽ là kéo cái rờ móc, là kéo lê đồng địch. Nếu như mà đồng địch mà bị dính vào cái rờ móc đó sẽ bị tuột về phía mình nha. Đó. Thì mục địch đó, thì cái chiêu mục địch đó cũng rất khó chịu. Đó là chiêu cuối đó mọi người. Chiêu cuối thì mục địch là gồng sức tung và hút tất cả những đối thủ đang trên trước mặt của mình hút về. Và sẽ hút trong vòng là 3 giây. Cũng như là đối thủ sẽ là không, sẽ bị choáng. Đó, thì đối thủ ở trong cái vòng mà chiêu cuối của mập địch đang hút sẽ bị choáng. Nói sao nha mọi người. Gì đây, đồng đội anh đâu mà anh đi lẻ này, dính luôn rồi. 4-1 nha, đấy, 4-1 đó. Không chột mà cũng què à. Tấn công luôn mọi người ơi, ranh cuối cùng rồi, đánh luôn, đẩy trụ luôn. Tên bạn đang cố gắng đẩy trụ lén kìa, bởi vì tên bạn hạ mạng không được rồi. Đó, và rồi Anna Cross đang bị tên mình áp lực, chủ lực. Cái gì đây, đánh à, anh đánh tôi à, anh gãi ghẻ thôi. Anh sao, anh nghĩ sao vậy anh Eleanor? Đấy, tôi trâu lắm. Lên hai món rồi, bạn tên bạn gãy ngứa. Ăn bao luôn mọi người, đấy. Đánh kinh công ăn luôn. Và rồi, một pha kinh công tà thần Caesar sẽ thuộc về tên mình hay không đây. Để mình check sai coi có thằng nào nó ở trong bụi hay không nha. Oh no, không có. Và rồi cuối cùng, tà thần cũng đã hạ được và dành cho anh Jeffrey. Ô, tay bạn nó cố gắng núp kìa, anh Arthur đang cố gắng núp. Núp làm cái gì anh Arthur? Núp làm gì? Mình sẽ lên hỗ trợ cho anh Jeffrey để xem coi có KS được cái mạng nào hay không. Gì đây, Narod đang cử Narod xuống đánh. Và rồi mình kéo được anh Arthur về, đỡ một gây một lượng sát thương dành cho anh Jeffrey nha. Cố gắng, rồi hạ được anh Na. Và rồi anh ơi, lên mạng điểm số lên ơi. Anh chạy làm gì, chạy chứ mệt. Đấy, để em đưa anh về tới đàn cho nó nhanh nào. Và rồi anh Jeffrey đã thả con rồng ra rồi. Tập hợp anh em chủ lực, đẩy luôn cái đường mid cho anh em mọi người, win luôn mọi người ơi. Và rồi mình nói sơ qua về cái mình quay lại vấn đề khi nãy nha. Thì mình nói về cái lối trang bị cũng như là cái phù hiệu cho vị tướng mập địch ngày hôm nay. Thì đây là cái trang bị mà mình đang sử dụng cho trận đấu ngày hôm nay và cũng như là cái phù hiệu luôn. Thì nếu như mà mọi người thấy cái phù hiệu cũng như và trang bị này mà nó không có hợp lý á, nó không có đúng như mà những cao thủ mà khác chơi á, thì mọi người thông cảm nha. Đó, mình chỉ lên theo cái món mà mình như mình thấy nó an toàn thôi. Còn nếu như mà mọi người thấy cái video này mà thấy hay á, cũng như thấy mình đánh cũng thấy được á, mọi người có thể cho mình một cái like cũng như mọi người có thể subscribe kênh ủng hộ cho mình nha. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Đó, thấy chưa, mọi người thấy không? Anh Eleanor bay bay làm cái gì? Bay bay là cũng kéo đây nè, dính một chưởng nè. Na Cross làm cái gì đây? Hút anh tiêu nè. Dính đòn anh luôn rồi, anh ra dích quá bầu đang ủi ra. Và rồi anh Na Cross đã chạy rồi. Nhưng không sao, chạy làm cái gì? Đã, ở đây có anh Van Heo xỉn rồi. Lên bảng điểm số nha, và một pha thần thánh dành cho anh Jeffrey. Một không đi cố gắng chạy. Chạy làm được gì anh ơi, thôi anh đừng có chạy. Và rồi, ngu rồi, kéo hụt rồi mọi người à. Thôi, mình bỏ qua luôn. Nói sơ qua luôn. Thì cố gắng đẩy cái lên trụ này luôn và cũng như là đẩy win nhanh luôn. Arthur đang bị chết mình rồi. Team đồng đội đâu mà anh lại đứng một mình đi trời. Đó, bây giờ là rủ đồng đội nè, chơi team 5 dễ nhấn sau chơi team 5 nè. Để có clip mà mần tiếp nè mọi người. Đó, coi có ai chịu đồng ý hay không nha. Vâng, đẩy luôn, kéo dính nè. Dính, trời ơi, một pha mù mắt đến từ vị trí mập địch. Kéo không được rồi, nhưng không sao. Mình team mình đã áp đảo tỷ số rồi, là một 10 phút. Mình đã ăn được 27 mạng, team mình đã ăn được 27 mạng và team bạn đã hạ được có 6 mạng thôi. Vâng, có kéo được ai không? Hút anh tiêu nào. Đó, nhưng không sao, vẫn hụt. Và rồi anh Ven Sỉnh ơi, lên bảng điểm số tiếp tục luôn nha anh. Dính đòn luôn nè, đó. Dính được ngộ không hay không? Không dính được. Và rồi đẩy luôn, đẩy nhà luôn. Và rồi video của mình tới đây cũng đã sắp hết rồi. Thì nếu như mà mọi người thấy hay video này hay, mọi người có thể ủng hộ cho mình bằng cách subscribe kênh nha. Thì kênh mình mới làm coi như á, nếu như mà mình bình luận mà chưa có hay á, thì mọi người có thể mà EB nói bình luận ở phía dưới nha. Đó, thì có gì ủng hộ cho mình, mình có động lực hơn. Và rồi, mình cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ và dành thời gian xem video của mình.
Và Rình cảm ơn rất là nhiều. Bye bye mọi người. Hẹn video tiếp theo. Bye bye.